Những khám phá bí ẩn và thú vị về loài vịt mà có thể bạn không hề hay biết. Một con vịt đực nhưng lại có trứng. Một người đàn ông sống ở Trung Quốc đã mổ thịt con vịt đực sau 5 năm nuôi lớn. Thế nhưng sau khi mổ vịt, không giống như những con thông thường khác, anh này cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy thứ bên trong bụng của con vịt. Sau đó liền đăng lên mạng xã hội chia sẻ cho cư dân mạng cùng xem thì đã phát hiện ra một sự thật vô cùng sốc. Vậy thì đó là gì và câu chuyện sau đó tiếp diễn như thế nào? Hãy cùng đi khám phá ngay và luôn các bạn nha! Tại sao vịt lại ăn sỏi nuốt vàng? Chúng ta ai cũng biết rằng ngan, gà, vịt hay gia cầm nói chung thì thường ăn thóc, lúa và gạo. Thế nhưng bên cạnh đó chúng lại có sở thích bới đông mổ tây để tìm ăn sỏi hoặc cát. Vậy bạn có biết tại sao chúng lại có sở thích kỳ quặc đến như vậy hay không? Thực ra thì chúng không khoái gì mấy hòn đá khô khốc không có mùi vị gì ấy cả. Thực sự là có nguyên nhân của chúng, chẳng qua là muốn lợi dụng sỏi đá để giúp tiêu hóa thức ăn mà thôi. Bởi vì vịt cũng như các loài chim khác không hề có răng, chúng không thể nhai thức ăn rồi mới nuốt xuống bao tử, mà thay vào đó nuốt chửng luôn xuống bụng. Điều này làm chúng thường xuyên bị đầy trướng bụng và khó tiêu. Và cũng chính vì vậy mà vịt thường nhặt các viên đá và sắt nhọn, sau đó nuốt vào để giúp nghiền xương từ những thức ăn mà chúng đã nuốt chửng. Nhưng có một điều rất đặc biệt, đó là khi những viên đá ấy không còn đủ sắc nữa, thì chúng sẽ bị vịt nhổ ra ngoài và thay viên mới vào, chứ không phải là đã nuốt đá nuốt sắt vào rồi là sẽ vĩnh viễn không thể nào nhổ ra được nữa. Ngoài ra, vịt không chỉ nuốt đá thông thường thôi đâu. Có một số trường hợp, người ta đã tìm thấy cả vàng trong mề vịt hoặc một số loài chim khác nữa cơ. Và thậm chí có những người đào vàng còn đi theo các con vịt đến nơi mà chúng hay nhặt sỏi để nhằm tìm vị trí nguồn vàng mà không cần tốn quá nhiều sức lực. Vậy là chúng ta đã giải đáp được tại sao vịt lại hay ăn sỏi và nuốt vàng. Vậy thì bây giờ hãy cùng đi khám phá xem chàng trai đã phát hiện được gì bên trong bụng chú vịt 5 tuổi được nêu ra lúc ban đầu các bạn nhé. Phát hiện vịt đực có một ổ trứng lạ trong bụng. Một con vịt đực nhưng lại có trứng, quả là hiếm thấy nhưng đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Chuyện là anh chàng Yan Gujin sống ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, khi mổ thịt con vịt đực đã nuôi được 5 năm. Thế nhưng sau khi mổ vịt, anh vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện trong bụng nó lại có một quả trứng màu vàng chưa có vỏ. Không hiểu đó là gì nên quyết định chụp lại một vài hình ảnh chia sẻ lên mạng xã hội kèm với dòng bình luận. Vịt đực mà cũng đẻ trứng sao? Đây không phải là kho báu trong bụng vịt như truyền thuyết trong dân gian chứ? Những hình ảnh được anh Jan chia sẻ trên mạng xã hội ngay lập tức gây xôn xao dư luận và có không ít người ngỏ ý muốn đến tận nhà để tận mục sở thị bảo bối trong bụng vịt đực này. Nhiều người bình luận rằng nói gà trống đẻ trứng đã thấy lạ rồi, đằng này còn nói vịt đực đẻ trứng thật không thể nào tin nổi. Điều đặc biệt hơn nữa là mặc dù anh Yan chưa đưa bảo bối đi giám định, thế nhưng một số chuyên gia ở Thượng Hải và Tô Châu đã tiết lộ ý định muốn mua lại. Khi mổ ra, bảo bối trong bụng vịt có màu vàng sáng hình bầu dục, không có vỏ và hơi khó chạm vào. Sở dĩ nó gây sốt trên mạng xã hội cũng như nhiều chuyên gia muốn sở hữu đến vậy là bởi theo tìm hiểu thì giá của 1 gram bảo bối trong bụng vịt như anh Yan đang sở hữu sẽ rơi vào khoảng từ 30.000 đến 60.000 nhân dân tệ, tương đương với khoảng 100 tới 200 triệu đồng. Đặc biệt, nếu chất lượng của bảo bối trong bụng vịt này tốt hơn thì có thể bán với giá 80.000 tệ, tức là gần khoảng 300 triệu đồng. Tính sơ sơ, bảo bối trong bụng vịt mà anh Yan đang sở hữu có trọng lượng khoảng từ 50 đến 70 gram sẽ có giá bằng cả một chiếc siêu xe hoặc bằng cả một gia tài đối với nhiều người nếu kết quả giám định chỉ ra rằng nó thực sự đúng là bảo bối. Và qua trường hợp của anh chàng này, chúng ta có thể thấy được rằng nhiều khi bản thân sở hữu cả một gia tài khủng ngay bên cạnh, chỉ là ta chưa có duyên nhận ra mà thôi. Những con vịt kỳ lạ nhất Việt Nam, biết làm nũng, phân biệt người lạ với người quen, được chủ nhân cưng nựng, ôm ấp nuôi nấng như thú cưng, còn được gọi yêu là con gái, đây chính là một con vịt xấu hưởng nhất quả đất luôn. Con vịt kỳ lạ này là của bà Huỳnh Thị Yến Châu, ngụ tại phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Nó được bà Châu ưu ái đặc biệt cho cái tên là Bé. Theo như bà Châu chia sẻ, thì một lần em dâu bà mua trứng vịt lộn về ăn, còn được 4 quả chưa kịp luộc thì một quả nở thành con. Vì thương con vịt non nớt mới ra đời nên bà đã giữ lại nuôi luôn. Cứ thế hàng ngày đi làm đều bỏ nó vào túi áo mang theo. Đến khi lớn thì hàng ngày con vịt lại theo xe đẩy trái cây của bà Châu từ nhà đến công viên để bán hàng. Cứ hễ bà đi đâu, con vịt cũng ngúng ngoải mông theo sau. Hễ cứ không thấy bà đâu là nó lại kêu quang quác lên rồi chạy đi tìm kiếm khắp nơi. Cứ thế nó suốt ngày quấn quýt theo chân bà Châu. Bà còn dành riêng cho con vịt một chỗ nằm bên dưới xe trái cây. Mỗi khi khách đến thấy con vịt được chủ nhân cưng nựng ôm ấp, khiến nhiều người xung quanh tỏ ra vô cùng thích thú. Đặc biệt là bọn trẻ con gần đó, nhưng con vịt này rất thông minh. Cứ hễ tiến tới ôm là con vịt lại hốt hoảng chạy ngay đến giúp
đầu vào người của bà. Bà đã kể rằng có lần chồng bà gọi nhưng nó không đến, ông bực mình vung tay đánh một cái, thế mà nó giận. Mấy hôm sau cứ thấy chồng bà ở đâu là con vịt liền tránh xa. Và có một điều đặc biệt nữa là mặc dù ở nhà bà có nhiều người, nhưng con vịt lại chỉ nghe lời bà Châu mà thôi. Hễ bà cứ giang tay ôm thì con vịt xả ngay vào lòng. Quả là một chú vịt đặc biệt đúng không nào? Tuy nhiên thì không phải ai cũng được may mắn như chú vịt này. Ở hòn đảo Niue của Thái Bình Dương có một chú vịt vô cùng đáng thương khi phải sống một cuộc đời cô đơn đến chết. Bởi vì Niue vốn là một hòn đảo nhỏ, ở đây không có ao hồ tự nhiên hoặc vùng đất ngập nước nào cho vịt sinh sống cả. Và con vịt này đột nhiên xuất hiện tại đây sau một cơn bão. Vì vậy đó là con vịt duy nhất sống trên hòn đảo này và trở nên nổi tiếng với biệt danh con vịt cô đơn nhất trên thế giới. Mặc dù có những người dân địa phương và đội lính cứu hỏa thường xuyên quan tâm chăm sóc nó, tuy nhiên thì sau cùng nó đã bị một con chó tấn công và chết trong bụi rậm, để lại sự tiếc nuối cho rất nhiều người dân trên đảo. Và khép lại câu chuyện buồn của chú vịt cô đơn nhất hành tinh, sẽ là chú vịt tiếp theo nào đây nhở? Đây rồi, một chú vịt không chỉ kỳ lạ mà là một con vịt vô cùng nổi tiếng. Nó có tên là Star. Con vịt này thú vị ở chỗ không giống như những đồng loại khác của mình thích dạo chơi trong thiên nhiên hoang dã, cùng kiếm mồi, bơi lội, mà nó lại rất thích làm những việc giống như con người. Đặc biệt thì Star cũng giống chủ nhân của mình, thích uống bia, uống rượu. Nó còn được ghi nhận là có tửu lượng rất cao, uống rượu như là uống nước, không biết say là gì cả. Và thậm chí nếu vài ngày không được ngụm rượu, ngụm bia nào, nó sẽ trở nên luống cuống và không kiềm chế được. Theo ông Barry Hyman, chủ nhân của chú vịt này cho biết, vào năm 2011, ông và vợ của mình đã nhận nuôi chú vịt này. Khi đó mới chỉ vài ngày tuổi thôi nhưng không ngờ nó rất quấn người. Bình thường nó hay theo chủ nhân đến quán bar để uống rượu. Trong một lần khi đến quán bar, nó đã uống khá nhiều, sau đó không rõ lý do, gây lộn và ẩu đả cùng một con chó cưng của người nào đó dẫn theo. Từ đó nó có biệt danh là tử quỷ và nó cũng nổi tiếng hơn kể từ khi đó. Câu chuyện cảm động về chú vịt mồ côi và ông lão già cô đơn. Những ngày vừa qua thì cư dân mạng đã xốn xang nghe câu chuyện ông lão bán vé số và con vịt què. Thế nhưng đằng sau sự tò mò và hiếu kỳ là một câu chuyện mà ai nghe đến cũng phải đắng lòng, thương cảm. Người ta kể rằng ông lão đã sống quanh khu vực quận 1 nhiều năm qua. Thỉnh thoảng họ thấy ông lủi thủi vào các quán nhậu gần đó xin ít đồ ăn, đồ uống thừa của khách sống qua ngày. Trời quá nửa khuya, ông lão lại về những góc chợ ngủ tạm đợi sáng đi bán tiếp. Sau đó người dân khá ngạc nhiên khi chứng kiến một chú vịt cứ quanh quẩn bên cạnh ông lão, hỏi ra thì mới biết đó là bạn mới của ông. Theo tìm hiểu, hôm ấy ông lão mua 3 quả trứng về định luộc ăn, tuy nhiên sáng hôm sau có một quả trứng đã nở ra con vịt. Thấy tội cho số phận của con vịt đã sớm côi cút, ông lão không nỡ ăn mà đem đi nuôi. Kể từ đó cặp đôi này luôn dính lấy nhau như hình với bóng. Ông sống lang thang quen rồi, nhưng từ ngày có con vịt, ông cảm thấy cuộc đời mình có chút gì đó vui tươi hơn. Ông lão cho biết, mỗi buổi tối đi bán vé số, con vịt cứ lẽo đẽo theo sau, đi đâu làm gì nó cũng bên cạnh ông. Ông đi nó đi, còn ông ngồi thì nó lại ngồi. Cứ thế vài tháng qua, người ta thấy mặt ông rạng rỡ hơn hẳn so với trước đó. Ông lão tâm sự rằng, ông bỏ nhà đi biển biệt 20 năm qua, sống lang thang khắp nơi, ông cũng không có người thân, bạn bè hay xóm giềng, chỉ có mỗi con vịt này ở bên cạnh. Nhiều người nhìn thấy ông lão thì cười chọc ghẹo ông, nói ông dở hơi rồi, nhưng ông cũng chỉ cười rồi ôm con vịt vào lòng như một thứ gì đó quý giá lắm. Làm giàu nhanh chóng nhờ thu mua lông vịt kiếm 100 triệu mỗi tháng. Thu mua lông vịt, một nghề mà khi nói đến chắc chắn sẽ nhiều người thờ ơ vì đánh giá thấp công việc này. Tuy nhiên đây lại là một việc có thể đem lại cho bạn nguồn lợi nhuận khổng lồ luôn. Bạn có biết những quả cầu dùng để đá và tập thể thao được làm từ gì hay không? Rồi những cây chổi lau bàn ghế, tủ gỗ, vân vân, tất cả chúng đều được làm từ lông của vịt. Và công việc của những người sản xuất ra các loại mặt hàng trên là phải đi mua lông vịt để làm thành sản phẩm khác. Ngoài ra, nó còn được xuất khẩu sang Trung Quốc với mức giá không hề rẻ luôn. Điều này khiến người thu mua và người bán lông ngày càng tăng lên, phát triển không ngừng. Thậm chí nghề thu mua lông vịt còn kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng. Nghe thì có vẻ hơi khó tin, nhưng thực tế thì nghề thu mua lông vịt được đánh giá là một trong những nghề giúp bạn làm giàu nhanh chóng. Phần lớn lông vịt được mua với giá rất rẻ, vì người ta chỉ cần bán chúng đi cho đỡ chật nhà, để lại cũng không làm gì cả, lại mất công vứt đi. Thế nên giá 1 cân lông vịt được gom lại để bán với mức giá là 10.000 đến 12.000 đồng trên một con. Tuy nhiên, sau khi về phơi khô và phân loại chúng, người ta có thể xuất khẩu sang Trung Quốc với giá gấp đôi. Từ 100 đến 150 con vịt tính nôm na cũng được 1 triệu tới 1 triệu 500 ngàn đồng trên một ngày. Vậy một tháng có thể kiếm trên dưới 50 triệu. Lông vịt sau khi được thu mua về sẽ được phơi khô và chọn ra những chiếc lông to đẹp ở cánh làm cầu, bán cho các trường học hoặc trung tâm thể dục thể thao. Loại lông tơ mềm sẽ được bó thành những cây chổi lông lau tủ bàn ghế và nhuộm cho chúng những sắc màu thật là bắt mắt. Giá của một cây cầu đá là từ 3 đến 20 ngàn đồng chỉ với 4 sợi lông vịt, và một chiếc chổi lông được bán ra thị trường với mức giá hàng trăm ngàn.
loài vịt sở hữu bộ lông đắt nhất thế giới được giới nhà giàu săn lùng. Vịt biển Eider chính là loài vịt được mệnh danh sở hữu bộ lông đắt nhất trên thế giới. Đây là loài vịt biển lớn sống và sinh sản dọc theo các bờ biển ở Bắc Bán Cầu, Đông Bắc Châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Á. Vì vậy mà cứ tới hè, khoảng 400 thợ săn sẽ càn quét một hòn đảo nhỏ, hẻo lánh ở vịnh của Iceland để tìm kiếm kho báu đặc biệt. Đó là bộ lông vũ đắt nhất thế giới đến từ những con vịt biển này. Sở dĩ lông của chúng đắt tới như vậy là vì bộ lông của vịt Bắc Cực Eider là một trong những loại sợi tự nhiên ấm nhất trên hành tinh. Ngày nay chúng được sử dụng để làm chăn, quần áo và mền siêu ấm. Một cân lông của chúng được bán với giá hàng ngàn đô vì những chiếc lông vũ chỉ được sử dụng để làm các sản phẩm xa xỉ. Vịt Eider thường sử dụng lông rụng của chúng để lót tổ và cách nhiệt trong quá trình sinh nở. Vì vậy mà mỗi tổ của loài vịt này là nơi nhiều thợ săn thường tìm đến lấy lông hàng năm. Tuy nhiên, ít ai thực sự có thể mua được các sản phẩm làm từ lông vịt Eider vì một chiếc chăn lông vũ chứa 800 gram lông của loài vịt này có giá lên tới hơn 5.000 đô, khoảng 114,6 triệu đồng.